giờ thưa quý vị là chắc là Phương Thanh và Du Miên sẽ còn ít phút nữa đề cập đến quý vị một số những cái vấn đề mà liên quan đến anh các bạn trẻ là du học sinh ở bên này. Dạ. Và anh mời anh trước đi. Thì Phương Thanh có thấy là ở đây hồi nãy tôi kể một câu chuyện là các em đó qua đây các em lái xe rất là mắc tiền. Dạ. Và các em đó là các em đi ra ngoài ngồi những cái quán thì các em cũng có những cái mà không có, nó không có, nó không giống ai. Yeah. Mình phải dùng cái chữ thật sự ra các em cũng chỉ là nạn nhân, các em cũng chỉ là những đứa lỡ sinh ra ở trong một gia đình nào đó. Yeah. Hay là lỡ sinh ra ở trong một vì sao xấu, nói ví dụ như vậy. Chứ mình không có nhầm mà làm xúc phạm hay là anh ơi, theo cái nhìn làm của, buồn cho các em. Theo cái nhìn bình thường thì tụi nó là ngôi sao, sinh ra đời là ngôi sao tốt đấy chứ. Tại vì bây giờ hưởng thụ vật chất đầy đủ, không cần ăn học, không cần làm gì cả, nhưng mà tiêu phí thì hơn ai hết. Đó, thì anh nói là ngôi sao xấu đâu có đúng đâu. Tôi đó, tôi có một cái, tôi biết ít lắm quý vị. Tại vì lòng tôi nó cũng không có được bình an lắm khi mà muốn tìm hiểu vấn đề này. Yeah. Nhưng mà vô tình ở trong một cái buổi ra trường của con một người bạn ở ngay Irvine của mình đây, thì khi mà tôi cầm mấy hình tôi chụp đứa cháu của đứa cháu, tức là con người bạn tôi ở ra cái trường này đó. Bạn đây là bạn ở Việt Nam mà qua học ở đây. Yeah. Thì cô BB Hoàng Anh, tức là phóng viên. Dạ em biết. BB Hoàng Phương Thanh Anh. Có nhớ không? Dạ em nhớ. Nhớ dạ. Cô BB Hoàng Anh. Dạ. Mới lại rỉ tai tôi, nó đại ca, đại ca, đại ca chụp cái thằng đứng ở bên đó đi về rồi em nói cho đại ca nghe, nó con Nông Đức Mạnh. Ồ. Và tôi nhớ là cái cậu đó là con Nông Đức Mạnh đó, tôi đăng báo lên một cái bìa báo là hình full color. Cái bìa báo màu mà. Dạ. Tôi đăng lên và tôi có những cái giống như là nếu như không phải thì ở bển xác nhận đi. Ừ. Mà suốt từ hồi đó đến giờ là cả 10 năm. Ừ. Mà cũng không có hồi âm, có nghĩa là con Nông Đức Mạnh mà thưa cô học trường gì cô biết không? Dạ. Tôi không dám nói cho người bạn tôi ở Sài Gòn biết là con của họ chứ không phải con Nông Đức Mạnh. Dạ. Con Nông Đức Mạnh kệ nó chứ mắc mới gì đúng tôi rồi, nói. Đúng rồi. Cái ông mà bạn tôi ở Sài Gòn đó là ông là đóng tiền biết bao nhiêu mới đưa con qua đây mà học. Nhưng mà xui lắm cô, tại vì họ đi có bày, có đám với nhau đó. Họ qua họ học một cái trường mà thưa quý vị, cái trường mua bằng. Tức là cái trường ở đây không được, không cần học, không được cả công nhận gì hết. Dạ. Tức là đóng tiền nó phát bằng. Mà ở trong đó là vô tình nó lại đưa cho tôi một cái, nó rất là vô duyên như thế này. Là tôi gặp ba cái ông bạn giang hồ mà tối ngày uống bia không. Ừ. Hồi trước năm 75 thì ở Việt Nam ông cũng có làm một tí cái viên chức mà trung cấp thôi. Dạ. Tức là cỡ cao lắm là giám đốc thôi. Chứ không có đến chủ sự hay là giám đốc ở một tỉnh chứ chưa được miền nữa. Dạ. Chưa được cái vùng nữa. Chứ đừng có nói tới Sài Gòn. Ừ. Vậy mà những người đó học cũng có lẽ là học một cái bằng đặc biệt giống như Nguyễn Tấn Dũng đó. Ừ. Qua đây trở thành giáo sư của cái trường đó. Dạ. Mà thưa quý vị là muốn làm giáo sư đại học Hoa Kỳ không phải là một chuyện đơn giản. Dạ, đâu có phải đơn giản. Mà tôi thấy hai người bạn giang hồ của tôi, ba chứ ba người, đều là mang cái chữ professor và tên họ dưới này. Trời. Mà con của Nông Đức Mạnh học đó và con của người bạn tôi học đó, thì lòng tôi không biết nói làm sao hết. Chua xót quá phải không anh? Rất là đau buồn. Ừ. Mà tôi mong rằng, tôi tin rằng, tôi cầu mong những đứa em ở Việt Nam qua đây học, cho dù đi dưới bất cứ một diện nào, yeah, một hình thức nào, một cách nào đó, các em cũng nên học những cái hay cái đẹp. Vì cái tương lai may đâu các em được cha truyền con nối, vì đó là cái truyền thống của những người cộng sản, là cha truyền con nối giống như là quân chủ ngày xưa mà. Ví dụ như con Nông Đức Mạnh giờ này cũng đã vô tới bên Bộ Chính trị rồi. Ừ. Con Nguyễn Tấn Dũng cũng vô nghĩa là Ban Chấp hành Trung ương rồi, tức là dự khuyết đi nữa cũng đã vô rồi. Cho nên đó là các em các cháu cũng sẽ có cơ hội
mà bước lên thì các em có cái bằng đàng hoàng, chứ còn bây giờ trưng bằng lung tung như ở Việt Nam thì lấy cái gì mà kiến thiết quốc gia, anh nói như lấy vậy, cái gì mà giúp cho dân tộc được. Anh nói như vậy em nghĩ dư thừa, tại anh biết sao, khi mà nghe nói là Việt Nam của mình có cái được, nên là qua bên này được đi cái chế độ du học qua này, em cũng mừng lắm, em cũng vui lắm. Và em nghĩ là nếu mà thực sự ra những con em mà trẻ mà qua đây được học, nó sẽ được hưởng cái không khí gọi là văn minh của Mỹ, rồi nó sẽ từ từ nó sẽ gột rửa được tất cả những cái gì mà nó đã được là coi như nhồi sọ từ nhỏ tới lớn rồi, mai mốt nó sẽ đem những cái kiến thức của nó về Việt Nam để nó giúp Việt Nam. Nhưng mà không phải như vậy, tại vì anh biết không, thường thường những du học sinh bên này toàn là con ông cháu cha, rồi những con nhà giàu mà không được dạy dỗ đàng hoàng. Bố mẹ chỉ có biết cho tiền và cho tiền thôi, cứ là cứ đắp tiền vào người con mình mà không có dạy. Cho nên qua đây anh biết toàn là giáo túi cơm không thôi, hưởng hết rồi thì đi về. Tức là ăn xài rất phung phí, anh biết nó tung tiền ra mà mình thấy chóng mặt là anh biết rồi. Cô thấy như sao nào, cô kể tôi nghe, tôi không biết thiệt. Anh không biết tôi à? Không biết, tôi không biết. Anh biết xong, thí dụ như tôi là... Tôi ngạc nhiên lắm đó, tôi nói thật. Ở trong một cái, thí dụ như những người bạn bè chung quanh của mấy cái em du học sinh đó, nếu mà nó có tiền đó là nó... đi chơi là nó bao hết cả, nó xài sang lắm, có nghĩa là tiền của nó đó nó không có tiếc gì cả. Mà em nói anh nghe, một tháng đó, nó đi thuê nhà cũng vậy, đi thuê nhà nha anh, là nó một mình nó ở một cái nhà mấy ngàn đồng chứ không phải ít, mà một tháng nó tiêu tới 10.000 đồng một tháng. Em biết một số đây nhiều lắm. Còn một điều nữa hay lắm, anh biết không, em biết được cái nhà của Nguyễn Minh Chiết ở đây nữa. Cái gì? Nhà của Nguyễn Minh Chiết đó. Ồ. Mà anh biết xong lúc đó em không hề. Như vậy là cô có chỉ nhà giùm cho tôi biết được, tới tôi thăm ông không? Ông đâu có ở đây đâu anh. Mà em thích cửa đóng im ỉm vậy. Em vô tình thôi lúc không, em. Bây giờ cô biết người này nè. Dạ. Thì tôi nói Nguyễn Minh Chiết là tôi phải nói là tại vì mà cô biết nhà đó. Dạ. Tôi cũng biết nhà của Nguyễn Minh Chiết. Dạ. Nhưng mà Nguyễn Minh Chiết là cháu nội của ông Trầm Tử Thiên. Tại vì thằng cháu mà ông đem đi làm con nuôi mà cô biết là thằng Trí đó. Dạ. Nó lấy một cô vợ mà tôi làm chủ hôn, ông Thiên chết rồi tôi làm chủ hôn. Thì khi mà nó đẻ ra đứa con đầu đời của nó, thằng con trai nó đặt là Nguyễn Minh Chiết. Hỏi sao mày đặt cái tên gọi cho sướng hả anh? Hả? Gọi cho nó sướng. Ừ. Tôi hỏi sao mày đặt cái tên vô duyên vậy? Dạ. Cái nó trời ơi chú ơi, sờ đầu đã lắm chú. Thằng nhỏ cũng thiếu lắm. Anh biết xong em vô tình lắm, hôm em đi ngang qua thì em thấy có một gia đình đó mà em lại tưởng đâu là người Hoa hay là người em không biết, đeo cái mắt kiếng rồi cũng có hai vợ chồng như hai đứa con thì phải. Mà em bảo chứ cái nhà nó đẹp quá thì em muốn ngó thử xem là cái người chủ cái nhà đó là ai. Thì em để trong đầu em, tại vì cái người đàn ông đó thì em để trong đầu thôi. Ai dè mấy năm sau em mới đi coi tivi em mới thấy là ồ, đây Nguyễn Minh Chiết nè. Thì em biết cái người đàn, tại vì cái hình ảnh đó. Tức là Phương Thanh đã nhìn thấy Nguyễn Minh Chiết thiệt ngoài đời rồi. Thiệt luôn, tức là em thì em đi ngang qua thì em đến, em mới đậu cái xe của em lại, em ngó tại em thấy người ta mở, tại cái nhà nó đẹp lắm, mới xây luôn lúc đó. Cái mở cái cửa ra thì em bảo lúc mà khóa cửa đi về chứ không phải đứng ở ngoài hết. Em mới nhìn em bảo ồ, cái ông này thì người cũng gọi là em bảo nhìn cũng đeo mắt kiếng. Nhưng rồi bây giờ hỏi trước khi hết giờ này, trước gần hết giờ rồi, để hấp dẫn nha. Ở thành phố nào vậy? Ở gần đây lắm, nhưng mà em để lát nói riêng với anh thôi. Không có nói chuyện công khai phải không? Dạ. Tôi đó tôi vẫn nghe, vẫn muốn biết, tại vì cái tên là Minh Triết. Dạ. Cho nên tôi vẫn muốn nhìn mặt hồi mà biểu tình ở dưới Danapon á. Dạ. Thì đồng bào mình kéo tới đây đông khủng khiếp. Nhưng mà xui quá, trốn cửa sau làm sao mình thấy mặt. Em vô tình thôi, tự nhiên tôi em gặp. Tôi muốn thấy mặt chứ còn thấy trên tivi thì dễ rồi. Dạ, em thấy còn mặt ngoài ngay ở ngoài thấy luôn. Mặt ổng như thế nào, Minh Chiết dạ. Làm sao. Dạ. Nhưng mà cô biết hôm đó, đâu có dám đi cửa trước, tên đi mình, cửa sau. Tên Minh Chiết mà em đấy đâu, tôi Minh Chiết đâu anh. Ừ. Em thấy là, anh biết sao, còn một cái đó thì em về, khi mà em về em bảo chứ ủa cái ông này sao tự nhiên cái nó in vô cái hình ảnh của cái ông, nó in vô đầu em à. Tại vì em bảo chứ của cái ông này ông chống xây căn nhà ở đây mà cô nó đẹp chừng quá. 21, cô đi ăn phở ăn chả giò là cô gặp ổng trong quán nữa nghe, cô nhớ ổng đâu phải không? Nhớ chứ, mặt phải không? Nhớ chứ. Cô nhớ mặt ổng không? Dạ. Ổng có câu gì cô nhớ, câu hay cô biết câu gì không? Cái câu mà ông phát biểu về Cuba đó ông. Dạ, nói sao cô lặp lại câu đó cô. Em không nhớ. Em không nhớ, em chỉ nhớ biết là một câu phát biểu rất là ổng nói là Cuba thức thì là Việt Nam ngủ. Nhưng mà lập tức cũng có những người làm thơ như thế này, họ mới nói chuyện là cô con dâu ở nhà thì ông cha chồng ngồi ở nhà mà đương coi tivi một cách nghĩa là coi một cái tin chính trị gì đó, làm cái tin news gì đó mà rất là căng thẳng. Thì cô con sợ quá, cô con dâu vừa lau vừa quét nhà thì hỏi ba có cái gì mà
mà khẩn trương như vậy. Thì ông già ông mới nói là Cuba đương căng thẳng, con biết không? Dạ. Cuba. À, Cuba đương căng thẳng thì đó là câu chuyện mà để đáp lại với câu chuyện của Nguyễn Minh Chiết, Cuba thức thì Việt Nam ngủ đó. Dạ, đúng rồi. Câu đó trở thành câu nhân ngôn của ông Nguyễn Minh Chiết. Vậy mà đậu mà học cao lắm đó anh, bằng cấp cao lắm đó. Làm gì đó? Thì toàn là trong, thì em nói trong bộ sậu đó toàn là cử nhân với tiến sĩ không. Thực ra mình phải nói là đa toàn là em không biết là học ở đâu nhưng mà rất là cao. Không, tôi chắc là học ở trong cái trường mà cô nói đó. Dạ. Kính thưa quý khán thính giả, rất tiếc là chương trình của chúng tôi đến đây đã hết giờ rồi. Và xin quý vị nếu như có các thắc mắc gì hoặc là có cái ý kiến gì với chương trình thì xin gửi vào địa chỉ info@vnatv.com. info@vnatv.com. Phương Thanh và anh Du Miên rất là cần những cái sự chia sẻ của quý vị, cũng như nếu quý vị có câu chuyện gì hay hoặc là những cái tin tức gì mà sốt dẻo nhất thì xin email cho chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện chương trình mỗi ngày một phong phú hơn. Và kính thưa quý vị, cũng để giới thiệu với quý vị, nhắc nhở với quý vị là cuối tuần chương trình ngày thứ bảy là Thế sự thăng trầm và ngày chủ nhật là 5 điều 7 chuyện 3 cái linh tinh, được phát hình lúc 12 giờ trên làn sóng trên băng tần 57.3 của VNA TV. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một cuối tuần thật là an vui và hạnh phúc.